Đi thôi, Bo ơi, hôm nay mình kéo xe để đi tìm kiếm xem là có đồ vật gì cũng nhỉ. Ô, đây đây, có gì này? Đây đây. Wow. Một bí ẩn gì đây? Bạn Bo giơ lên nào, gì thế nhỉ? Ô, một bầy vịt luôn. Đâu rồi? Wow, ra để cho mọi người xem cùng nào. Wow, bạn Bo là có một xe chở đầy thú luôn. Đi theo bước chân của bạn Bo để tìm tiếp nào. Ôi, dưới chân bạn Bo có gì kìa? Ô, một con gà chứa bí ẩn gì bên trong đây? Wow, một chiếc xe cẩu. Ô, từ từ để cho các bạn xem với. Nào, đây là xe gì đây? Một chiếc xe rùa, bên trong có gì đây? Mổ Doraemon chứ. Bạn Bo nhầm rồi. Còn gì nữa kia, giơ lên cho các bạn xem với nào. Đây, cho các bạn xem này. Ôi, giỏ đầy xe luôn. Xe gì đấy bạn Bo? Xe bồn à? Được rồi, mình cất gọn gàng để mình đi tìm tiếp nào. Ô, mình nhìn thấy một hộp gì này bạn Bo ơi. Đây này, bạn vịt đang giữ cái gì đây này? Rồi, mình dừng lại để xem bên trong chiếc hộp mà bạn vịt trứng đang giữ có gì bên trong nhá. Bắt luôn bạn vịt vào hộp. Bắt luôn bạn vịt cho nó ô tô à? Được rồi, thế bạn Bo xem tiếp ở trong hộp có gì thế? Wow, có gì bên trong thế bạn Bo? Bạn Bo quay lại đây để cho các bạn xem cùng là gì nhỉ? Ô, gì thế? Wow. Ồ, một chiếc kèn. Ồ, bạn Bo thổi nó còn kéo dài ra được kìa. Gì nữa thế bạn Bo ơi? À, một bạn khủng long. Xe chúng mình chửa đầy luôn rồi. Có gì nữa thế bạn Bo ơi? Ồ, một bạn gà. Ồ, một bạn ngỗng à? Ồ, thế còn cái gì mà dài dài bạn cầm ở tay đấy? Amazing. Oh, một cây kèn luôn. Ơ, đấy là cái gì đấy bạn Bo nhở? Cái màu xanh ấy. Ồ, là một cái đo nhiệt độ. Con gì đây? Con gì đấy? Con gì đấy? À, một chú tôm hùm. Bạn Bo đã có một chiếc xe chở đầy đồ luôn rồi. Được rồi, bây giờ chúng mình cùng theo chân bạn Bo đi tìm tiếp nhá. Mình kéo xe đi thôi nào. Ôi ôi, mình nhìn thấy gì đây nữa này? Ông mặt trời này đang giữ bí ẩn mật gì bên trong nhỉ? Ôi, một chú chim công. Đâu, giơ lên cho mọi người xem một chú chim công này. Còn đây là gì đây? À, pop it. Bạn nào cũng thích chơi pop it. À, thế đây là gì thế? À, một chú khủng long đầu dài ăn cỏ. Đi thôi, mình kéo xe đi tiếp nào. Nhìn nào, đi thôi. Theo hành trình. Ôi, gì nữa đây, bạn Bo đâm vào gì rồi? Ôi, một bông súp lơ. Chiếc ô tô đang chấn giữ ở bông súp lơ. Và bên trong có gì nhở? Mình khám phá xem nào. Mọi người thấy không? Các bạn thấy chưa? À, mình thích ăn súp lơ à? Thì mình sẽ khám phá xem bên trong cái súp lơ là gì nhỉ? Đây, mình giúp bạn nào. Wow, đây là cái gì nhở? Mà mình thấy màu sắc sặc sỡ thế. Ui, kẹo à? À, kẹo hamburger. Ngon tuyệt cú mèo luôn. Tí mình về mình ăn xem nó có. Ở đây à, một chiếc ô tô. Một chiếc ô tô. Nào, đi tiếp thôi. Mình đi ra đằng đây để khám phá tiếp. Xem là mẹ bạn kéo xe đi nào. Kéo xe cẩn thận nào. Xe chở đầy đồ rồi, không biết có đi nổi nữa không đây. Wow, đây rồi, xe đã cập bến. Ôi, không biết là chú hề này đang giữ gì bên trong đây. Cái gì nhở, mình nhìn mình chưa biết gì, trông giống đám mây thế. Có phải đám mây không? Ồ, không phải đám mây. Một chiếc đàn. Một chiếc đàn. À, thế bây giờ bạn đàn này còn chạy được không bạn Bo? Không chạy được. Mình lắp pin mà thử xem đàn có chạy được không nào. Bây giờ bạn Bo sẽ đánh tặng các bạn một giai điệu nhá. Ồ,
chiếc đàn đánh được luôn. Xinh xắn chưa? Đây này, mọi người thấy không? Hôm nay bạn Bo này đã đi tìm kiếm được một chiếc xe chở đầy đồ chơi luôn. Bên trong là rất nhiều đồ chơi và các con vật khác nhau đấy. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bo đi về đây. Bye bye. Rồi, bạn Bo kéo xe đi về đi.